Dù đi xa Huế lâu ngày, hương thơm mới thấm mãi trong lòng khó quên. Ai ra xứ Huế mà ăn tô cơm hến mãi mê không muốn về. Cồn Hến là một cồn nhỏ được phù sa bồi lấp ở giữa sông Hương, thuộc địa bàn phường Vĩ Dạ, thành phố Huế. Cồn nằm ở phía bên trái kinh thành Huế, do được thiên nhiên ban tặng nên ở đây từ lâu đã tồn tại một đặc sản vô cùng hấp dẫn, đó chính là cơm hến. Cơm hến đã trở thành một trong những món ngon khó cưỡng đối với du khách. Đây là món ăn mang lại cho thực khách cảm giác vừa thanh đạm, vừa vô cùng đậm đà, phù hợp với đông đảo du khách gần xa. Cơm hến cay nồng mội nữ sinh, đi mô về Huế cục trung tình. Ôi rau thơm ngát hương nồng nồi, nước hến ngọt ngào lá quỷ tinh. Các bạn ơi, bây giờ hiện tại là mình và các bạn thì đang ở thành phố Huế các bạn ạ. Mình đang đứng ở khu vực Cồn Hến. Cồn Hến là một cái đảo của thành phố Huế các bạn nhé. Thì ở đây thì người ta nổi tiếng về các cái món ăn về hến các bạn ạ. Đây thì mình và các bạn thì đã đứng ở phía trước cái quán cơm hến này rồi. Đi vào thành phố Huế thì mình thấy là nói chung là nó rất là khác biệt so với cả những nơi khác các bạn ạ. Bởi vì ở đây thì có rất là nhiều những cái ngôi nhà cổ. Nhà cổ nhiều lắm, đi dọc đường là mình có thể thấy những ngôi nhà 3 gian, 5 gian. Đây, các bạn nhìn này, những cái tường cổ, rêu phong, cổ kính, đây đây. Đó. Những ngôi nhà kiến trúc kiểu như thế này bây giờ mình không còn thấy nhiều ở các cái thành phố khác nữa rồi các bạn ạ. Nhà đây họ xây cũng không phải là xây to nhỉ, xây từ ngày xưa. Xây thấp thấp. Nói chung là không nhiều nhà cao tầng các bạn ạ. Đây các chị, các cô đưa các cháu lên đây ăn cơm. Đây cái quán ngày hôm nay mà mình mới gặp team mình sẽ khám phá và chia sẻ cùng các bạn. Đấy là quán Hoa Đông. Cháu vào cháu hỏi chị trước. Vào thẳng luôn. Thế mình vào bây giờ mình đã thấy là quán đông khách rồi các bạn ạ. Mà thời điểm này thì giờ khoảng tầm 6 rưỡi chiều các bạn nhé. Trời vẫn còn sáng này. Quán ở đây thì người ta để bàn ghế trên cái sân trước cửa hiên nhà luôn các bạn ạ. Và đây thì ngôi nhà vẫn mang cái dáng rất cũ, cổ ngày xưa. Đấy, tuy nhiên thì người ta cũng sơn sửa lại một tí để cho nó sạch sẽ, phù hợp với làm quán ăn đấy. Cái quầy mà cô ấy làm cơm hến thì ở chỗ này, một cái quầy nhỏ nhỏ. Con lại chén rồi con, bố lại cái chén, bết bết bố lại mua cái chén, bết bố lại cho mua cái chén, cái chén. Đây cái bát làm cơm này, bé bé nè chị nhờ. Cô ấy đây có phải là bì lợn không hả cô? À đúng rồi, bì lợn rồi con. À, đây là bì lợn luôn, không phải là tóp mỡ đâu các bạn ạ. Nhà mình chào thấy đông khách quá cô ơi. À, thơm ngon bổ rẻ mà. Vâng, thế nhà mình ở đây là mở thời gian như thế nào trong ngày hả cô? À, vì mở từ 7 giờ sáng đến 10 giờ, 9 giờ rưỡi đêm, 9 giờ 30 đêm. Đây các bạn nhìn này, trên này cô xếp một chồng bát này. Ở đây là mình bán cả mì hả cô? Đây là hến xào, đây là hến mọng hến xào, xúc bình đa. À, đây là đĩa âm mua là thêm đúng không cô? Là không, có đây là hiện hiện đây mới có bên trắng nữa. Còn đây có hiện đây là có hiện sao xúc bình đa. Dạ. Đây. Cái đĩa này là mua là bao nhiêu tiền hả cô? À, dĩa này là dĩa giò, là dĩa 30. Còn dĩa mà 40 thì dĩa rộng hơn, to hơn ngày nim. À, thế hả? Vâng. Cháu thấy có một cái hay nhá, là lúc mà cháu nhìn ra cửa cô ạ thì cháu thấy là có một cái bảng trên đấy có một bài thơ. Ê, cái này là cô bố trí đấy à? Không, bài thơ này là bài thơ của Hằng Mặc Từ. Mà chị thấy bài thơ này hay là chị viết lại vì kỷ niệm đấy là cũng thôn vị già. Mà chị là kỷ niệm lại bài thơ của Hằng Mặc Từ. Thế à? Bởi vì là cháu thấy rất là ít người treo thơ lên trên cổng với cả lên nhà. Vì gì mê thơ. Hồi xưa là gì mê thơ. Vì bảng hiện là gì đắc mê.
Vâng ạ. Cơm hến của Di bảo là Di đam mê mà Di rất yêu món cơm hến. Món cơm hến này là đặc trưng của con hến, riêng con hến. Bản cơm hến là bỏ tâm hết tâm huyết của Di ra thì món cơm hến này để cho có được một tô cơm hến đặc sắc, hương vị đậm đà, thơm ngon. Đến nay là cô bán lâu năm chưa? Bán Di bán 20 tuổi, bây giờ chưa Di ông mẹ qua đời là Di bán 20 tuổi chứ. Mà Di bán đời Di là 20 tuổi là được 62 tuổi, Di là 62 tuổi. Hơn 40 năm rồi ạ? 42 năm, 41 năm rưỡi rồi đó. Đầu tiên thì cháu muốn hỏi cô đi là tại sao mà ở vùng mình thì cái hến nó lại vì ở đây là đấy là nghề truyền thống. Đấy hồi xưa khai thiên lập địa là cơm hến là ở đấy họ ra đời là ở cùng hến này trước. Vâng ạ. Đó, đang từ cái cơm hến này là ở thành phố Huế này là chỉ có ở cùng hến đấy nấu 5-6 lo hến thôi, rải đi khắp thành phố. Cháu nghe nói là người ta bảo là cồn hến thì ngày xưa là mọi người là làm cái nghề cào hến cào hiếc gì đúng không cô? Đúng rồi, nghề cào hến đúng rồi. Thế nên là mới xuất phát. Ngày xưa cào hến trên sông thuyền chiều về đổ bến bên bờ cồn xưa. Thức khuya dậy sớm nấu ra nấu xong rồi hến nó thơm tươi đậm đà. Cô có thơ hay quá nhỉ? Vâng. Cô có nhiều bài thơ không hả cô? Di xin tặng quý khách một bài thơ. Vâng. Xa quê thèm mãi mùi thơm, vợ tô cơm hến bên cồn ngày xưa. Kể cho chua ở cái cây sẽ lưỡi còn ưa, có tô cơm hến có đôi mà nghèo, rau từng sợi cơm nguội vừa chín nguyên, bàn tay tôi thả hương riêng, trong ánh mắt nụ cười chương xích chào mời. Bây giờ xa Huế cách đèo, sông Hương nụ nhừ mòn theo tuổi đời, tháng năm còn lại trong đời, vợ tô cơm hến của chín tuổi thời sinh viên. Ồ, hay quá cô ạ. Bài thơ này là cô làm hả? Cô làm. Ồ, hay quá cô ạ. cháu xin lỗi là cháu tay cháu cầm máy là cháu không vỗ được, là không cháu phải vỗ tay to. Dù đi xa Huế lâu ngày, hương thơm mà thầm mãi trong lòng khó quên. Vâng. Ai ra xứ Huế mà ăn tô cơm hến mãi mê cũng muốn về. Vâng. Ngày xưa cô có tham gia văn hóa nghệ thuật này không cô? Không, Di đang ngủ nữa là Di đọc thơ suy nghĩ gọi câu chi hay nữa là vùng dậy việc ra liền. Việc ra liền mà gom mưa lụt á. Vâng. Thất nghiệp. Vâng. Là rạp từ từng câu rồi mà ra thành thơ. Di có việc cách đây 2 tháng là Di có việc cho tặng cho quý khách ở phương xa về, khách mà tự xử lâu ngày về ăn á, 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa về rồi nói vợ cơm hến gì, là Di tặng bài thơ. Xa quê cái gót trở về, thèm tô cơm hến hương quê thổ nào, bây giờ trở lại cùng xưa, có bao nhiêu chỗ cũng mê chỗ này, quán này nếm nấu chân tình, ăn cơm ngon miệng ăn ngoài cũng mãi mê. Làm 70 năm bạn đấy là mình vừa bạn vừa suy nghĩ là mình vừa việc ra. Vâng. Còn bài thơ mà giống như mấy chị em buôn bạn với giáo đấy á, thì mấy chị em mà buôn bạn với mình đấy á, là vì việc bài thơ là thân hòa đồng ở một nơi, đồng lo một việc thì chúng vui chung sầu. Vâng. Dẫn ngày sống ở bên nhau, đừng trống chia rẽ mà đừng sầu tất cả. Miệng hoa lời nói dịu dàng, ôn tồn chân thật lại càng quý hơn. Khuyên ai chớ nói xa gần, đừng lời khiêu khích người phần hơn thua. Lời nói không mất tiền mua, đưa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cô chèn cái câu đấy vào nó rất là uyển chuyển. Ý hòa với đẹp biệt báo, bể đóng tạc càng lời nào có sai. Cuộc đời sở dĩ trong gai, bởi không đồng ý bởi lời hoài nghi. Cảm ơn các con. Cháu nghĩ có khi là cô phải có đến hàng trăm bài thơ thôi cô nhỉ? Không, chân này thôi. Cơm nóng á, bỏ ra rồi bỏ quạt lên. Bỏ quạt lên cho cơm. Ăn cơm là phải cơm nguội vừa chín nguyên. Vâng. Còn Di họ nói Di có nụ cười duyên. Bởi Di đọc ra có nụ cười duyên xin chào mới. Vâng. Cái chí mà Di nghĩ ra này, cơm hến là có nhiều loài. Có loài to là mình bằng cháo, con loài vừa là mình xào hến, con loài nhỏ theo mùa là dọ là mình bán cơm hến, mà để mùa dắt là nước ngọt mà ngon hơn, con dắt nhỏ tí đen đen mà lại ngon hơn là loài to này. Làm thế nào để mà mình có được cái lượng hến ngon nhất mà quanh năm hả cô? Theo mùa ngọt hơn, mà theo mùa ít ngọt, mùa mưa ít ngọt, mùa nắng ngọt hơn. Vâng ạ. Hồi xưa là họ chưa có cái phong trào ăn cơm hến, chưa có khách du lịch mấy. Hồi xưa là gì có gánh đi bán, đi rau. Hồi xưa là cơm hến nghèo, cơm hến lao động.
là họ mua một tô buổi sáng, họ bưng cái xong nồi cơm ra chuẩn bị mình gánh đi ngang, họ kêu vào và họ kêu vào bảo bạn làm tô nước hến, cơm nước hến thôi, nước hến không có cơm, nước hến không có cơm, nước không cơm của người ta, nước hến bảo họ mua 5.000, 5.000 bạc đỏ giờ chưa mình cũng không đĩa nè, 5.000 nữa là để họ bỏ cơm ngồi họ ăn no, người thì đi lao động, người thì đi thồ, người đi lô, người đi xe kẹo, người đi gánh bằng rong lao động, người chúng nữa. Cái hồi xưa là cái món này là món nghèo, sinh viên nghèo ăn, mà giờ chưa là cái món này. Cái suất này là bao nhiêu tiền hả cô? 15.000 một bì, có bằng giá, em coi bằng giá này. Vâng, đâu cho xem cái bảng giá nhà mình nào. Ô, cô lại viết tay luôn. Nó đẹp hả? Vâng. Tô đặc biệt ở đây là cơm mà cô, cơm hến. Cơm bún chảo mì, cơm bún chảo mì đều là đặc biệt, đều cùng giá này. Là đúng một giá. À, giá mà ai thích ăn tô ít thế nó tô 12, ít thế nó tô 12. À, em có thể cho anh hỏi là hôm nay đến đây thì em ăn gì không? Dạ, hôm nay em đến quán Hoa Đông thì em ăn hai tô cơm hến này, hai tô bún hến. Với là một khay bánh bèo. Thế à? Ừ, em có thể cho anh cái cảm nhận của em về món ăn đây được không? Dạ. Dạ ngon lắm, em là người Huế, nhưng là em vào công tác ở Sài Gòn, em làm việc ở Sài Gòn. Nhưng mỗi lần mà về lại quê của mình thì em luôn ghé quán Hoa Đông để ăn. À dạ. Thế à? Dạ. Thế còn em thì sao nhỉ? Em có thể cho anh cái cảm nhận của em được không? Dạ. Em thì em ở Sài Gòn, mới vào đây này em ăn lần đầu tiên. Ăn lần đầu tiên? Dạ, thế cảm nhận lần đầu tiên của em sao, có muốn quay lại không? Dạ, nói chung là thức ăn rất là ngon. Ừ. Lại cũng rất là rẻ. Dạ. Cho nên là em sẽ quay lại lần sau. Bây giờ anh hỏi câu này đi, nếu mà để góp ý để lần sau các em là cảm thấy thích thú hơn, hứng thú hơn ý, thì mình sẽ góp ý gì nhỉ? Dạ không, vì quán em ăn hay ăn thời sinh viên á, vì em học, dạ em học gần sư phạm, em học ở đấy luôn, nên em hay ghé ăn lắm, tuần nào em ăn hết. Dạ nên giống quán quen thuộc và ngon quá nên thành ra em hay ghé. À thế là không có góp ý gì à? Dạ tuyệt đúng vời rồi. Quá thôi, dạ tuyệt vời. Dạ. Ok thì anh cảm ơn em nhé, chúc em ăn ngon miệng. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Hello. May I ask you some questions? Sure. Yeah. How do you feel about this meal? It's really delicious. Really good. Yes. It's my first time eating this. Why do you know here? Big fan. The owner of my hotel, he recommended me the place. Oh. So that's why I come here. Oh, yes. Yeah. How long have you been here? In Hue only yesterday. In Vietnam also. I came from Laos. Yes. 2 days ago. So oh, yes. I'm new to Vietnam. And next year we'll go to Hoi An. Ah, oh yeah. Thank you very much. You're welcome. Nào để cháu xem trên này của cô có những gì nào. Rồi. Đây là có cơm hến, à đây là chảo. Hến để bằng chảo, còn đây là hến để bằng cơm hến. À hai cái nồi hến này là khác nhau hả cô? Có, gia vị mình nêm gia vị khác nhau. Vâng, cho thấy ở đây nó có cả phần đen đen, đây có phải tỏi không? Nấm mèo không? Nấm mèo vì mấy gì họ chưa trộn thêm. Chứ vâng. Còn có nấm mèo với có hành phi. Còn bên đây là tỏi phi. Trộn tỏi phi trộn với xào với hến. Vâng, cái này thì dùng để ăn với cơm hến. Đúng rồi, mình làm nhạt nhạt thôi để mình có sẵn đồ gia vị đó mình bỏ vào tô cơm hến là vừa ngon. Cho thấm tạp ngon, thơm ngon. Vâng. Đây là đầu mình rang cho vàng giòn vừa vâng. Tới mới được giòn thơm. Vâng. Đậu phụng dạ. Lạc. Vâng. Còn đây là nước mắm ớt tỏi. Cháu nhìn ngon đấy cô ạ. Ớt tỏi rồi, nước vâng. Mắm ớt tỏi gừng chanh đường. Dạ. Bột cháu ngọt. Nhìn có vẻ như là cũng chua ngọt đúng không cô? Chua ngọt đúng rồi, cái này là nước mắm chua ngọt. Vâng. Rồi. Dạ. Còn đây bột ngọt mình ai ăn thì mình bỏ vào, còn ai ăn thì mình không nêm vào. Dạ, vâng. Còn đây là nước mắm ruốc. Đây. Đây là nước mắm tôm đó. Vâng. Đây. Đây là nước ruốc. Vâng. Còn đây là nước dao điều, dao mình tự điều. Vâng. Cho vào để cho nó có tí màu đúng, nó đẹp. Màu đẹp đúng rồi. Vâng đây ạ. Này bỏ nó đây này. Dao đẹp đó. Đẹp hấp dẫn nè. Vâng. Còn chảo là mình bỏ xì tiêu. Vâng. À, có bổ sung gọi là da heo đúng không cô? Đây, đây là bì heo. À, bì heo. Bì heo ở Huế thì da heo mà ở ngoài Bắc thì kêu bì heo. Đó, thơm ngon. Món này là thơm ngon bổ rẻ. Vâng. Cô cái này là nhà mình có tự làm không cô? Gì tự làm cho sạch sẽ chứ chi cầu lóng này.
rửa nước muối này, cha cho thật sạch này, luộc quá thiệt sạch này, rồi mà bỏ ra và rán tươi này, ngon lắm. Thế là mỗi một ngày nhà mình bán hết khoảng bao nhiêu cân bì heo này thôi? Bì heo này phải 5 cân, 6 cân. 5 tới 6 cân ạ? Làm rồi ạ, rám làm rồi đi ạ, 6 cân. Mà cô chiên phòng như này là nó cũng nhẹ đi nhiều rồi đấy. Nhẹ đi nhiều, đúng rồi. Mình mua ở chợ, giá ở chợ là họ có người có miếng, họ lọc mỡ mà có miếng họ chưa lọc mỡ. Có mỡ là ngon hơn nha, nhưng mà có mỡ là mình để là hôi mùi dầu. Giống như mình giữ lại là 1-2 ngày sau là hôi mùi dầu. Cho nên gì phải róc rí là sạch sẽ là không hôi mùi dầu. Đây là của cô có cả xoài đúng không cô? Đúng rồi. Mua xoài là mình bán xoài, mà mua khế mình bán khế. Dạ. Mà cơm hến là ăn khế ngon hơn, đậm đà hơn là xoài. Hồi xưa là cơm hến này á là nghề này nghề truyền thống, nghề ông bà ta để lại mình nổi gọt theo sau. Xưa là gì thì gánh đi bán á, là bán buổi sáng. Rồi chiều về á mà dọn mà ra đây bán. Mà đến ngay cái cung đi mà không giải tỏa nữa là gì bán đây luôn, đi làm không nổi. Đi bán mà bán đây 12 giờ mới ngủ là 4 giờ rưỡi là đã dậy rồi. Dậy là nấu cơm, nấu hến, sắc rau, rửa sạch sẽ là bỏ lên gánh, lên lò là lấy nước hến. Nước hến với sạc hến gánh là xuống đò. Mà một lần xuống đò là mấy chị em một chuyến đò rửa là 25 gánh, 30 gánh. Chén nhau không lọt mà gánh xuống đò rồi là đến khi quá rồi quá khỏi là chờ đúng ba rồi á là chị em là một gánh một người một nẻo một người một con đường khác nhau, người thì vô Đại Nội, người thì vô đường Ngô Đức Kế, người đi vô Thành, người đi đi đường khác, kiệt đi kiệt khác để mà bán cho hết mà về. Dầm mưa dài nắng ngồi vỉa hè, ngồi trái bạc, ngồi vỉa hè rất vất vả, bị công an thu là mấy cái đuôi, mấy cái sao này, mấy cái tăm bạc che này, rồi thu ban ghế này, tới đông công an là mình tới đông công an mới xin mấy cái ban ghế lại. Và thành thử là kỷ niệm nào khó phai, kỷ niệm mà mấy chị em trưa về, trưa lại về gặp chờ ông ba xuống đo, ngồi chị em tắm trừ cái cực dọc cái vui vẻ, cực dọc vui vẻ của mấy chị em rất khó khăn. Khi ngày đi lời cũng mệt nhau, lộ cũng mệt nhau. Vui có bạn, có bè, có chị, có em đi gánh một đoàn đi được cũng vui. Mà gánh về khi mà đi bộ về nội trường cũng vui. Vì buôn bạn đấy có ngày hôm nay cũng giờ ơn trên cho, giúp đỡ cho. Mà điều còn cái á, hồi xưa vì bạn một mà chưa gì bạn 10. Hồi xưa là bạn gánh một gánh giỏ nhỏ thôi. Giỏ giống như 10 cái tô, 15 cái tô. Bây giờ chứ bạn được 5-60, 100-200 tô. Đó, kỳ này là cũng khá giả, đỡ vất vả hơn. Đó, cuộc sống cũng là đầy đủ hơn. Đó, hồi xưa là gánh tội lắm, tội nghiệp lắm. Đây là rau mùng, ở Hà Nội là kêu giọt mùng, mà ở Sài Gòn là kêu mùng mật hà, ở Huế là cây mùng ngọt. Vâng. Rồi, đấy muốn ai ưa ăn bún hến thì gì, sẽ làm một tô bún hến đây. Đó, một tô bún hến. Đây là quả dạ này, rau thơm hoặc là cũng có rau thơm thì rau ngò. Bỏ một tí tí bột ngọt. Vâng. Bát này mình lấy là bát đặc biệt đúng không cô? Đặc biệt này. Vâng ạ. Đặc biệt là 15.000 các bạn ạ. 15.000 đây con. Đây, một ít bì. Đây, trở thành một cái tô cơm hến đặc sắc thơm ngon, đậm đà khó quên. Thêm ít xoài. Trong loài rau mùng này là có bóng chuối, có rau thơm, có rau mã, rau răm. Bà trộn lại một trộn lại điều đi bà ra cái rau. Vâng. Có nhiều mùi vị. Đó. Còn đây là cơm nguội vừa nấu vừa chín nguyên là mình bỏ mấy quạt ra nguội mình ngon. Còn ăn cơm nóng là không ăn cái tô cơm hến không trở thành không ngon được. Thế à? Riêng đối với cơm hến thì lại cơm ăn nguội. Cơm hến là ăn cơm nguội thôi. Vâng. Cơm mà mình nấu ra chín nguyên luôn mà mình bỏ mấy quạt. Thế à? Vâng. Rồi. Đó, chị nêm này, bỏ muỗng, bỏ nấu là bỏ
một góc tí tí vị tinh này. Tí tí là mắm cơm, là mắm. Để chị bỏ cái này trước này. Đó. Cháu thấy là bún mì với cơm là mình đều phải lấy cái rau này cô nhỉ? À, rau này hết. Mì này thấy đơn giản đi mà rất ngon. Cái gì hai beo gì chị nè? Chưa sao? Có bò chị nè hả? À, hai tô chiếc quái đây đi, ai ném mình lo cái đó nữa còn không bớt mà. Đây thế là đủ các món nhà mình rồi đấy cô nhỉ? Đây, đúng rồi. Đây là mì, đây là cơm, à, đây là cơm. Đó. Đây là bún ạ, à, cơm. À, đây là bún, đây là cơm, đó. Mà đây hiện như vô điều mình lại cầm cái rau mùng rồi mình chá bớt rồi. Ở đây thì cô ấy có cơm này, có mì này, có bún này. Mình gọi suất đặc biệt có giá là 20.000, à 15.000 một suất. Còn suất thường có 12.000 thôi các bạn nhé. Giá rất rẻ luôn. Còn bột lọc này, một đĩa này có giá là 30.000 các bạn ạ. 2 này, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 11 cái bánh bột lọc. Còn đây là gọi là cái bánh gì nhỉ? Quên nhỉ? Đây là bánh bèo. Ờ, bánh bèo. Bánh bèo này thì có giá là 30.000 một đĩa này. 10 cả một khay luôn các bạn ạ. Cả một khay 10 cái chén bánh bèo này là 3.000 một cái. 3.000 một chén. Cái này là... Hến xúc bánh đa thì là có giá là 40.000 các bạn ạ. 40.000. À, sữa đậu lành là 8.000 một ly. 8.000. Còn chè... Đây là gọi là chè ngô. Chè ngô thì là giá là 10.000. Chung là mình thấy tất cả mọi thứ giá nó rất là phải chăng, thậm chí là mình phải nói là rẻ các bạn ạ. Mình đang tự hỏi là sao cô lấy cái giá lẻ đấy nhỉ, mà thường thường mình thấy là vào đâu bây giờ người ta tính giá chăng đến 5, 10, 15 rồi, sao cái này không lấy 10.000 nhỉ, mà lấy 8.000, hay là có cái sự cạnh tranh gì đấy hoặc là... Thực ra là đậu lành thì nó cũng rẻ thôi mà. Sữa đậu lành cái này là cái nước đậu ấy, nó cũng rẻ thôi chứ nó cũng không phải là... Ví dụ như chè này này, phải nấu, phải ngô, phải sữa, phải đường các thứ thì cốt dừa thứ thì nó sẽ đắt hơn. Ok, thôi bây giờ mình ăn nhá. Thắng ăn món gì nhỉ? Cháu gì được, chú ăn trước đi. Chú ăn chưa? Cho chú có chọn cơm trước. Thì có cơm, cháu thích ăn cơm hay... Thôi cháu ăn mì đi. Okay, ok rồi. Mời các bạn. Đây mì, là... Đấy là mày bún, bún, bún. Đây ăn. Mì đây. Đây là bún, mì đây. Đây cơm đây. Ok, thế thì mình ăn bún vậy. Đã cầm vào đây rồi. À, cái bát đặc biệt này thì thấy nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nhỉ? Cỡ nó cơ nhỡ cũng không hẳn là nhỏ lắm đâu các bạn, nhưng mà nó cũng không hẳn là to như một bát ô tô thông thường mà mình cầm, nhưng mà về cái hình ảnh cũng rất là bắt mắt luôn. Rồi. Ok ăn thôi nhỉ. Ở đây cũng rất nhiều các cái topping. Cô ơi, cô cho con bát canh hến với ạ. Cô ơi, mời các bạn nhé. Dạ vâng ạ. Dạ ăn cái này phải có canh hến nữa. Mời các bạn nhá, mời chú. Ăn đi. Ngậy, đậm đà. Thằng ăn mà bì chưa? Chưa. Cháu mới ăn vào rau mới lại rau mới bún luôn. Đáng bỏ chứ không? Đây là được kén được cột của có đường ta, đây con là đường ta. Ôi, bì giòn nhỉ? Giòn mà không bị cứng thế nào, nó rộp lên như kiểu cái miếng phồng tôm. Ăn giòn tan rồi. Không bị cứng. Con xin ạ, à, con cảm ơn cô. Có lẽ là nó chỉ kém bim bim về độ độ tan. Như bim bim, như bánh snack bô gà các bạn. Ăn giòn tan luôn các bạn. Thơm ngậy mà. Cái bì này cô chiên là cô đã để lắng hết mỡ rồi, cô kiệt mỡ rồi, không còn một tí mỡ gì ở trong cái này nữa các bạn ạ.
Ngon nhỉ. Cứ ăn cơm nào thì cháu thấy là cái bún này ăn nó mềm nhưng mà ở đây nó có cái rau này, với lại các cái này gọi là cái mực ấy. À đây là gì nhỉ? Dọc mùng. Cô nói là dọc mùng đúng không? Mình gọi là dọc mùng, còn ở đây cô gọi là gì nhỉ? Không nhớ tên lắm. Nhưng ăn vào cái này nó rất là giòn các bạn ạ. Xong là nó kết hợp có cả cái vị hương thơm của rau răm mà. Mà ăn cái nước cô trộn với nó ngậy ngậy cái mỡ mà cô chưng nó bè bèo. Cô chưng với ớt với hành đầu thơm. Ăn này phải ăn canh hến nữa. Ăn ngày cơm này. Nhai kèm với cả quả xoài cô thái trong miếng nhỏ này này. Ăn rất bon mồm luôn các bạn ạ. Dễ ăn nhỉ? Ừ. Ăn xoài thì nó mát mát, nó bùi bùi này. Nhưng mà cái sợi nó nhỏ ra là ăn nó rất quyện với cơm. Chứ nó lại không bị kiểu là lộ cộ ở trong cái miếng ăn của mình ấy. Ê các bạn ơi, gia giảm của cô ở đây thì cô có mì chính này, muối này, đây là ớt sa tế, nước mắm ngâm ớt, đây còn đây là cái mắm ruốc. Nên là bạn nào mà ăn kiểu như là lúc lễ cháu cũng hỏi, cô bảo là thích cho cái gì vào đây thì cho, mặn nhạt các thứ thì cho thêm. Nên là chắc là mình sẽ cho thêm một chút cái mắm ruốc này vào, bởi vì mình cảm thấy cái vị cay trong này là vừa đủ rồi. Mặn ngọt cũng đủ. Mình ăn cái vị ở đây thì cô cho gia giảm nó vừa rồi. Nói chung ăn cảm thấy là nó rất là hợp lý. Bên trong này thì có rất là nhiều hến. Bên trong có rất là nhiều hến. Ăn nó quyện với cả phần cơm, ăn nó thơm thơm, ngọt ngọt của hến đó. Xong ăn nó lại có đan xen những cái củ quả, rau củ quả trong này này. Nhưng mà tất cả những loại rau củ quả trong này cô đều thái dạ sợi. Tức là ăn nó quyện vào trong cái phần cơm này. Nhưng mà đúng cái này thì mình thấy là cơm nguội, tại sao mà cô lại bảo cơm nguội ăn nó ngon hơn cơm nóng ấy? Cháu cũng nghĩ là cơm nóng thì nó sẽ không phù hợp với các cái loại rau nộm nước này. Ừ đấy, chú cũng đang nghĩ là như thế, mà chú nghĩ là nếu mà nó nguội nó không bị tác động bởi nhiệt độ ấy. Thế thì khi mà ăn thì nó làm rõ được cái vị của các cái loại rau củ này hơn. Thế là nó nổi bật lên cái vị hến hơn các bạn ạ. Cho một chút mắm ruốc vào ngon lắm rồi. Nó thơm, nó đậm, nó ngọt. Nó nghe hấp dẫn quá, phải thử luôn. Mắm ruốc ngon mà. Chú chỉ sợ kiểu nó hơi... Đây cái này mới đấy, đúng không? Cái đấy mới đấy. Cho một lít cho. Thơm lắm. Thì mắm ruốc này nó mặn mà. Mình ăn thì về vị thì... Mình cháu chỉ sợ là chú cho vào xong chú lại muốn ăn thêm. Thế phải thử ạ. Thơm nhỉ? Nó thơm, nó đậm hẳn lên. Nó đậm nhưng nó không mặn đâu, mình cho vừa vừa nó không mặn đâu. Chú cho ít thế không? Chú trộn đều lên bát. Theo người xưa kể lại, nguồn gốc cơm hến có cách đây hơn 200 năm. Một hôm, gia đình họ Huỳnh không bắt được tôm, cá, nên đành ăn cơm nguội với hến. Bị hấp dẫn bởi mùi vị đặc biệt, nên từ đó, món ăn này đã trở nên phổ biến khắp Cồn Hến và đông đảo người dân ở cố đô Huế. Tôi tạm gác cái đấy, chú cháu mình ăn nhạc cái này cùng các bạn đi. Cảm ơn bạn. Cái bánh béo. À, cái này thì để cái này đây chúng ta chấm này nhá. Chấm chung thôi. Múc vào đổ ở đây. Lấy luôn cái thìa của chú này. Mời các bạn ăn bánh béo của mình. Mình phải uống chút nước để cho nó hết cái vị mắm tẹt hoặc mắm ruốc đi ạ. Trong cái bánh béo này thì cô cũng cho vào đây một cái miếng bì. Cái miếng bì nổ giòn, trên giòn này. Với cả trên này thì rắc có rất là nhiều tôm vụn. Tôm này thì cô ấy cũng xay ra nhưng mà xay dối thôi, chứ nó không phải là xay nhuyễn hẳn ra đâu các bạn ạ. Rất là đây nhiều tôm. Thịt này là thịt ghẹ đó. Ghẹ cua, tôm. Thịt cua, thịt ghẹ. Thế á? Cua. Không phải thịt tôm. À. Tôm, chú nghĩ là tôm. Tôm. Chứ cua ghẹ thì đắt quá, có 3.000 đây. Ôi, thật chết rồi, rơi rồi. Ăn bì lợn quá. Trong miếng ớt là ngon lắm. Bánh bèo đơn thuần là chỉ nó là vị nhạt. Không có vị gì. Nhưng mà hương thơm đậm đà là ở cái tôm với lại cái hành khô trên này. Nó nhạt, ăn vào cái phần bánh bèo bây giờ nó mát.
Đây, trên này cô rắc rất nhiều tôm các bạn ạ. Đây, kèm theo một miếng bì. Đấy, cái này mình cho thêm một ít cái nước mắm này vào. Nhưng mắm này thì cô làm rất nhạt và cô cho tí đường và pha loãng bằng nước lọc. Ăn thẳng nước to và cay. Ngon lắm không? Tôm, cái tôm đây thì nó cũng hơi bở đúng không? Không, thịt tôm là thịt tôm này chỉ được thế thôi. Mình ăn tôm cả con thì nó sẽ ấy hơn. Thế là chú không, chú nghĩ là 3.000 không kỳ vọng được. Tươi đấy kia. Nhưng mà ăn thì rất ngon luôn nhé. Ăn là man mát của cái phần bánh bèo này, ngọt ngọt của thịt tôm này, giòn giòn của cái miếng bì chiên giòn này các bạn, giòn tan có cái miếng bì chiên giòn mà ăn cũng rất là ngon nhé. Nhưng mà đặc biệt cái là mình cho ớt là nó lại thông thoảng cái nó cay. Cái ớt này rất cay đấy. Ớt này rất cay. Hoặc là nó do cay. Cháu ăn với miếng to. Không, chú ăn cũng cay thật. Cháu ăn miếng bột lọc. Rất là dẻo dính luôn. Cái này cái bột lọc này ở đây mình thấy nó hơi đen đen chứ nó không được trong như cái hôm mà mình ăn chậm màu. Ăn không được trong giống như hôm ăn ở Vinh. Cái phần vỏ bột lọc bên ngoài thì khá là dày. Ở bên trong các bạn để có con tôm nhé. Con tôm rất to luôn. Mình cho thêm ăn kèm. Đây, cái này là mắm nguyên chất các bạn ạ, nhưng mà đã được làm giảm bớt cái độ đậm của nó đi rồi. Đây, mời các bạn nhé. Cái mắm nguyên chất. Mắm nó cô pha nhạt rồi, không mặn đâu. Hơi ngọt ngọt. Nói chung là cũng dễ ăn thôi, nó cũng không thấy nó đặc sắc lắm. Hến ở đây thì nó khác so với cả cái hến kia các bạn ạ. Hến đây thì cô ấy xào đậm hơn. Có cả hành này, với cả hành tây và hành ta. Ôi. Mời các bạn nhá. Cái hến này cô xào đậm rồi đặng anh. Cái hến này để ăn với hành ta nó khác nhá. Thơm được. Xong rồi thì anh em gọi thêm mấy cốc chè các bạn này. Đây là chè cơm rượu các bạn ạ. Rất là đặc biệt luôn các bạn nhé. Đây là ngửi nó như kiểu là cái mùi rượu nếp lên men đấy các bạn ạ. Nó có mùi men. Rất là mát luôn. Nó có cái vị chua lên men này. Chua chua, hơi ngọt. Mát lắm. Anh ơi, cho em hỏi trên này nó gọi là cái gì anh nhỉ? Cơm thì để mình nấu chín xong mình để cho nguội. Xong mình trộn về men làm rơm á. Vâng. Mình chặn điện con trộn chung vào và mình ủ. Vâng, ủ thì nó thành ra cái này đúng không? 3 ngày sau nó sẽ ra vậy. Ăn nó cũng rất là kiểu nó lạ luôn ý. Lần đầu tiên mình kiểu mình ăn cốc chè kiểu chè như này. Cái rượu nó kiểu là chua chua. Ăn giống như mình ăn rượu nếp nhưng mà rượu nếp thì nó sẽ có cái hạt nếp nhưng mà cái này là kiểu đã được nó mịn ra rồi các bạn. Nó mịn nó bắt đầu là nó kết lại với nhau, nó thành một cục như thế này. Đây còn đây là chè bột bắc các bạn ạ. Chè ngô. Bên trên thì có sữa dừa này. Nước cốt dừa. À, đây nó rất ngọt này. Cái lượng ngọt thì nó bình thường. Nó có cái độ ngọt của nước cốt dừa, thơm thơm nước cốt dừa. Nói chung là nó không có gì đặc biệt so với một cái bát một cái cốc chè ngô thông thường mà mình ăn cả. Nhưng mà có điều là ở đây là kiểu khi mà ninh lâu bắt đầu là cái hạt bắp ấy, hạt ngô bắt đầu nó trở lên là nó nát, nó dừ ra mà nó quánh vào nhau.
chứ nó không phải là nó rời ra, nó loãng các bạn ạ. Nó đặc đấy. Và đây trong này thì cô nấu mấy cái củi dừa non ấy. Chứ không phải là ngoài cái sữa dừa ra ấy, thì nó có cả củi dừa non ấy. Ăn đây này, nó sật sật sật. Mà cái ngô này cô nấu bằng cái ngô vàng, ngô ngọt ấy. Nên là cô chưng với đường ăn cái ngô rất là ngọt luôn.